Gần đây trên mạng xã hội đã lan truyền một clip cô gái chửi người yêu của mình như mẹ chửi con. Trong clip bạn gái miệng luôn hỏi mày yêu tao không, nhưng chàng trai rất rụt rè, chỉ gật đầu. Xong cô người yêu lại hỏi, mày có xe đi chưa, tao đưa mày con xe này, mày bỏ con xe ghẻ của mày đi. Bên cạnh đó, cô gái ấy đưa hẳn chiếc điện thoại iPhone 12 Max Pro 512GB phiên bản màu đen cho bạn trai xài. Nhiều người xem clip để lại bình luận, đúng là thanh niên số hưởng mà không biết được hưởng. Đây này, nhìn đây này. Con trai con đứa gì mà ẻo lạ như con gái ấy. Thế bây giờ tao hỏi mày, mày có yêu tao không? Yêu không? Ơ hay nhở? Có yêu không? Nhắc 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 nhắc. Con chồng cái bây giờ bị chồng này. Thế bây giờ có xe đi chưa? Có xe đi chưa? Hả? Tao bảo này, tao tặng mày cái xe này nhá. Mày về mày vứt ngay cái con dinh tẩu những cái xe ghẻ của mày đi nhá. Tao tặng cho mày cái xe này. Thì bây giờ mày dùng cái xe này về nhá, tao cấm tiệt mày mang đi bán. Hay là mày chở đéo khác đi nhá. Biết chưa? Em kể... nhận đi em ơi. Đấy, kể cả cái điện thoại nữa. Thì tao đưa cho mày, tao đưa cho mày cái điện thoại này. Đây, điện thoại này đây, tao đưa cho mày con 12 này, mày dùng đi. Tao mua hơn 30 triệu đấy. Mà tao bảo này, mày cầm là mày cũng phải cầm thoải mái, biết chưa? Cầm lấy. Tao nói với mày nhá, bao nhiêu thằng mơ ước được như mày ấy còn không được đâu, biết chưa? Bao nhiêu thằng mơ ước được như tao ấy còn chưa được. Thế bây giờ mày có xe, mỗi hàng ngày tao đưa tiền cho mày để mày dùng, mày lại còn tỏ ra là kiêu như thế ạ. Tao nói với mày biết nhá, bây giờ mày về quê, mày bảo bố mẹ mày mang sính lễ sang nhà tao, nói chuyện nhà tao. Tao muốn cưới mày, tao muốn có con với mày. Bây giờ nữa, tao đưa cho mày mỗi một ngày 1,5 triệu, mày phải tiêu hết cho tao 1,5 triệu trong một ngày. Mày cầm lấy. Cầm đi anh trai. Ok, cầm em ơi. Cầm lấy. Ngại gì xin thế kia mà. Mỗi ngày tiêu hết 1,5 triệu tao. Còn nếu mà từ giờ ấy, tao thấy mày đèo con nào qua đây bằng cái xe này, hay là ấy, mày mang điện thoại mày bán đi, hoặc mang cái xe mày bán đi, tao, mày mà lột nó đây nhá, tao chặt chân mày, biết chưa? Thế bây giờ mày có cưới tao không? Thế bây giờ tao nói như thế, mày đã hiểu chưa? Quay đây. Hiểu như nào? Hả? Hiểu như nào? Chỉ cần ngồi với em chút thôi được không?